Đấy, giới thiệu với các bác đây là cái cây nhãn. Cây nhãn này gọi là cây nhãn ta, với cái bộ rễ của nó rất là dáng bonsai, và cái gốc của nó thì rất là sần sùi. Đây là những cái u biếu của nó. Đó. Và trên cái phần ngang thân này nó lại ra một cái khối u biếu rất là hầm hố. Đó, đây là những cái vết sẹo. Đó. Cái sẹo tự nhiên rất là đẹp. Đó. Cây nhãn này theo như thông tin của chủ thì nó cũng rơi vào khoảng 5-60 năm tuổi rồi. Đó. Thì hiện giờ là đang phát triển rất là đẹp. Đó. Tôi quay cái thế đằng này. Đó. Tí nữa tôi sẽ quay cái thế tổng quan. Đó. Nếu như cái vanh gốc của chỗ này thì các bạn thấy là rất là to, đường kính nó chắc khoảng tầm khoảng 60. Còn nếu mà gốc hẳn ở dưới này thì phải lên đến 80, nhưng mà mình tính đều đều ở chỗ này thôi. Ở chỗ này thì rất là rộng, bởi vì cái rễ này của nó là rễ dáng cái rễ của nó gọi là đầu voi đuôi chuột theo cái thế của cây cảnh. Đó. Đây là cây nhãn, là anh em nào thích là chơi vào hàng độc, mình thì cũng không phải chuyên về cái cây cảnh. Đây là cây của ông anh, mình cũng sẽ đăng lên để cho anh em tham khảo. Đây là cái phần rễ này, phần rễ này. Đấy, rễ rêu lên rất là tự nhiên. Đấy. Mầm. Đấy. Cây này đấy, đây là cái xe lăng, xe cẩu. À, anh em nào mà có mua thì yên tâm là bên mình sẽ có đầy đủ các xe và các thiết bị để vận chuyển. Ok. Đó. Bây giờ mình lùi ra xa một chút thì mình quay cái tổng quan của cái cây hình ảnh của cái cây nhãn này. Cây này thì các bạn đánh về sau một thời gian nó sẽ ra quả. Đó, mình quay từ xa vào. Đó, tổng quan của nó là như vậy. Đấy, đây là cái nối này là rất là gì, gần cái đường quốc lộ nên là cái khâu vận chuyển rất là ok, anh em yên tâm. Đấy, cái clip này là nó thông tin về cái cây nhãn này thì thực ra là nó cũng là để cho anh em có thể biết. Anh em nào có nhu cầu mua hoặc giới thiệu thì sẽ có cái phần trăm, hoặc là cái cây này thì anh em có thể là gọi điện cho bên mình sẽ đại diện để giao dịch. Là số điện thoại là 0163 530 9 82. Đó. Ở địa phận thuộc huyện Ba Vì, anh em sẽ giao lưu, và có nhu cầu mua bán thì sẽ gọi vào số 0163 530 9 82. Đó. Ok.
Cảm ơn các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh Bonsai và cây công trình của mình để tiếp tục đón nhận những cái clip mới nhất. Thân ái chào tạm biệt.